Start the game already. Yes. Start the game already. Xúc đê, trận đấu chung kết trong trận thứ 2, trận thứ 5 ở trong trận đấu này. Yes. Yes. Start the game already. Bơ. Ai bơ zip. Thấy quả luôn rồi. Anh em nghe tiếng game tí nhá, em đi vệ sinh cái. Persian có hiêu này. Hiêu này nhìn có vẻ hơi ngứa mắt tí này anh em này. Sao nó kiểu tan tan của gì ấy. Ad đặt ở đây à? Vâng, ad đặt ở đây. Bảy hiêu kia thì chúng ta đã tách được hai con về rồi và vẫn còn khoảng 4 con nữa, như vậy bảy hiêu 6. Mặc chích nhanh nhỉ? Không, em đi vệ sinh mà, em có hút thuốc đâu. Em no smoking. Em chỉ rượu bia thôi. Rượu bia gái gú thôi chứ thuốc lá em không. Pơ bài này đang kiểu bài bình thường. Danh rách. Pơ rách. 8 tròn này nhớ Pơ. 8 tròn thì 10 tròn và đây là bài 10-30. Đó là về thời gian đấy nhá. Còn có kích được hay không thì còn chưa biết.
Tức là mình tính thời gian thôi, còn kích được hay không thì chưa biết. Giờ lên 12 giờ đầy đồ quá. Bác Tony Thành đang báo về này. Anh nhớ map à anh hay là như nào? Tối nay bi với ông anh solo cung R á. Em xem nào. Em làm kèo đấy nhưng em chưa biết được. Đâu random mà. Bi chip cho anh ơi. Không phải, nhầm. Chiều nay là bi chip, chiều nay em làm bi chip, em làm sáng chiều, còn tối em nghỉ. Đúng rồi, chiều nay là bi với lại Hồng Anh cặp với nhau chứ không phải là solo anh ơi, bi Hồng Anh cặp với nhau. Không thấy bầy hươu này à? Thấy bầy hươu này trước thì ép hươu trước thì ngon. 6. Không thấy nhà của họ. My god, chết dở rồi. Hoài quá, không thể thấy nhà họ muộn xong họ đánh thủ. Phù là mình đứt rồi. Nãy cũng có một trận mà mình lấy Egypt mà mình thắng họ pơ, họ chuyển cung. Chúng ta tìm thấy được khá nhiều động vật ở đây. Mặc dù là không lên sớm nhưng mà bây giờ sau khi lên đời thì lực ăn hoang là khá nhiều và đều liên quan tới thịt, liên quan tới động vật, cho nên là sẽ rồi là rất là nhanh. Quay. Vâng, lại thấy thêm hươu nữa này. Rất nhiều những con hươu, con voi được tìm thấy sau khi kích ba xong. Tại sao lúc đầu nó lại không bê những cái con đồ này về gần với nhà chính của mình để ép đời nhỉ? Khí quá, tiếc. Rõ bắn rồi. Erectus.
Vâng, thứ với cái việc mà ăn được rất là nhiều động vật ở trên bản đồ thì đang tụ được một tên quân. Và timeline đang là 46 ở trong trận đấu này. Timeline là 46. Vâng, phù kẹp cung R, chúng ta thì là cung Nga kẹp K. Trận này thắng không anh em nhở? Em nhìn thấy thế tươi đấy chứ. Em nhìn thấy tươi anh em ạ. K giã nhà, đúng rồi, K sẽ giã hết nhà. K đang giã nhà. Cung R đông quá. Chế mày đang đứng rảnh chơi ở bên ngoài. Ngoài mà chém vào nó phù hết, mà chém bây giờ mà chém tao nó quay mà chém cam để bị cháy mà. Tươi đấy chứ. Quan trọng là lực bây giờ lượng thực bắt đầu giảm rồi đấy. Lượng thực bắt đầu giảm rồi đấy. Lượng thực bắt đầu giảm rồi. Lượng thực bắt đầu giảm rồi, thứ vào tay chỉnh lại đi. Ố, xong đánh tiếp đi. Rồi. Lượng thực hết rồi, hết đầu ăn hoang rồi. Khoai thì số là 23 trong trận đấu này, tiếc quá không thấy nhà họ. Thấy nhà họ trận này đánh được, mặc dù là kín nhưng mà mình chọc chọc thì móc máy thì họ cũng sẽ mất tay. Vâng, như vậy là chúng ta thua trận này và đến với trận đấu tiếp theo. Yes. Start the game already. Yes. 我帮谁? Not C. 我帮谁? Chạm 3, chạm 4 này, chạm 5. Oh yeah. ChipBoy, thế thì đánh tiếp cái gì? Start the game already. Thích thì đánh tiếp. Bình thường đi, thích thì đánh tiếp. Không hiểu lắm. Summer. Sam Greg. Quýt. Gáy hơi to đúng không anh em? Bình tĩnh. Quân ở một phần rồi, còn bài nữa. Chúng ta có quân cửa trên rồi. Chúng ta đến với trận thi đấu mà chúng ta là quân cửa trên và bạn là Greg. Almas, 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 Almas
Đây là bầy hươu đã được đẩy về nhà chính này, quả đầu 7, gỗ đầu bình thường dành cho game thủ Xuân.